Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bảng chia 5. 0 ta chia ra 5 là bằng 0. 5 ta chia ra 5 là bằng 1. 10 ta chia cho 5 là bằng 2. 15 ta chia cho 5 là bằng 3. 20 ta chia 5 là bằng 4. 25 ta chia cho 5 là bằng 5. 30 ta chia cho 5 là bằng 6. 35 ta chia cho 5 là bằng 7. 40 ta chia cho 5 là bằng 8. 45 ta chia cho 5 là bằng 9. 50 ta chia cho 5 là bằng 10. Đây là từ nhỏ tăng dần. Bây giờ thầy làm lại ngược lại là 50 chia cho 5 trước là bằng 10. 50 là tới 45 ta chia cho 5 là bằng 9. 40 ta chia cho 5 là bằng 8. 35 chia cho 5 bằng 7. 30 ta chia cho 5 là bằng 6. 25 chia 5 là bằng 5. 20 chia 5 là bằng 4. 15 chia 5 là 3. 10 chia 5 là bằng 2. 5 chia 5 là bằng 1. 0 chia cho 5 là bằng 0. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.